cần đôi tay. Hôm nay anh và dân anh đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần anh còn sau cùng anh ta đi nên đâu cũng được. Nếu như một ngày em không giống như anh từng trông mong, chẳng mong một thế giới nếu anh có yêu không, vì em mong được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người em yêu có anh thật ấm áp như một bài hát em yêu. Dùng giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi, mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết chỉ là thế thôi. Trên môi yêu đến trọn đời, niềm hạnh phúc mãi không xa rời. Chẳng là chẳng dám hứa cho em giàu sang, nhưng anh sẽ luôn khiến em hạnh phúc nhất trên đời. Dù là khi em ra đi thay đổi, nhưng anh sẽ vẫn yêu em như ngày đầu. Những yêu thương không phải màu, anh luôn mong luôn em thật lâu. Đã với ta yêu thương thêm đậm sâu, đường bên em là một giấc mơ. Này em hơn nghe anh này, hey baby, vội vàng chờ anh theo với, ngại anh muốn làm gì một lần thôi em hơi rộn ràng nhịp tim, vì anh đã cho yêu em rồi, lời ngọt ngào từ em cô bé, nhận lời từ giờ là người yêu anh nhé, chỉ cần
đây chọn đời. Nhưng mà và đọc một thứ yêu thương sao vẫn chưa mua nổi tình này. Thích thương thì nói là thương, anh không biết vòng vòng trình bày. Đây xin như em thì quê anh đợi, mà sao cứ thích em như vậy. Chắc tại anh lơ nga lơ ngơ nên đã bị em bỏ mùa rồi đây. Bên anh thì em ấy cho anh thì trời vây, nói với anh một lời là giờ tay yêu nhau được rồi. Em ơi chia sẻ anh chạy vẫn để dành một chút đằng sau, cuộc đời anh sẽ hết buồn sâu khi mình cùng đi với nhau. Anh biết nơi nào tâm tư giờ ai xa anh đâu cần biết, vì anh nghĩ nó tức mọi thứ còn lại cũng có đâu cần thiết. Điện thoại em không bản đồ cho anh hỏi đường vào trái tim em, anh mới hỏi thấy ứng Google cũng không biết thấy tên mấy tên. Nhưng mà em ở đây giờ không phải trên giờ, ngoài mẹ anh ra em là người con gái đẹp nhất ở trên đời. Nên là anh muốn nhưng thì em rất dối, anh lau khô đôi mi và nơi nào em muốn tới thì anh sẽ dẫn em đi nha. Đừng vội vàng chờ anh theo với, ngại ngùng làm gì một lần thôi em hơi rộn ràng nhịp đi. Vì anh đã cho yêu em rồi, lời ngọt ngào từ em cô bé. Nhận lời từ giờ người yêu anh nhé, chỉ cần vậy thôi.